Xin chào tất cả các anh chị em. Chúng ta đã có những thời gian vô cùng tuyệt vời phải không ạ? Âm nhạc của dàn hợp xướng Gracias đang được công nhận là số 1 thế giới. Họ đã nhận được giải nhất trong cuộc thi dàn hợp xướng Mark Overdorf tại Đức. Và niềm vui của chúng tôi là đem âm nhạc tuyệt vời của dàn hợp xướng đến với tất cả các anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 9. Chúng ta cùng đọc Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 1. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng, hỡi con hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng, nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi thì lời nào dễ nói hơn? Và hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Rồi Ngài phán cùng người bại rằng, hãy đứng dậy vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc giường ấy. Tôi xin đọc đến đây. Chúng ta khi sống trên đời thì gặp phải nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau. Nhưng đứng trước vấn đề đó thì chúng ta khác Chúa ở chỗ nào? Chúng ta thì không thể nào giải quyết được những vấn đề đó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài có quyền năng để có thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Ở trong đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. Này, có một người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng, hỡi con hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Và sau đó, thì khi ấy có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng người này nói lộng ngôn. Ý là Chúa Giê-xu đã nói quá lời. Làm sao có thể bảo người này đứng dậy và bước đi được? Song Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng, nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi thì lời nào dễ nói hơn? Và hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, rồi Ngài phán cùng người bại rằng hãy đứng dậy vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Và sau đó thì người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Hôm nay câu chuyện đó đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Trong cuộc sống của chúng ta, con mắt mà chúng ta nhìn vào thế gian thì rất khác với con mắt mà Đức Chúa Trời nhìn vào thế gian. Tôi đã đi hội thánh từ khi còn nhỏ.
Xin lỗi, từ lúc nhỏ chúng tôi đã đi ăn trộm quả. Chúng tôi đã đi ăn trộm rất nhiều. Tôi biết rằng ăn trộm như vậy là phạm tội, nên mỗi khi phạm tội thì tôi bị cáo tranh lực tâm rất nhiều. Chúng ta thì chỉ đơn giản suy nghĩ rằng mình đã đi ăn trộm quả, mình đã phạm tội. Nhưng mà chúng ta lại không hề có một cái cách nào để giải quyết hay xử lý những vấn đề đó. Nhưng trong Kinh Thánh mà tôi đọc, thì ở trong này có một người bại. Tôi cũng không biết vì sao người này lại bị bại. Nhưng mà Chúa Giê-xu khác với chúng ta ở chỗ, Chúa Giê-xu thì có thể chữa lành được bệnh bại ở nơi con người chúng ta, làm chúng ta được trọn vẹn. Và những điều đó đã mang lại rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của tôi. Ví dụ như, điều khó khăn nhất trong cuộc sống tín ngưỡng chính là tội lỗi. Tôi đã đi hội thánh từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi đã đi hội thánh. Sau khi mẹ tôi lấy chồng, bởi vì sợ mẹ chồng nên mẹ tôi không dám nói rằng mình đi hội thánh. Nên sau khi sinh chúng tôi được một thời gian thì mẹ tôi bắt đầu đi hội thánh. Thế nên từ nhỏ thì tôi cũng đã nghe Kinh Thánh, đã cầu nguyện, đã thông công rồi sống tín ngưỡng. Nhưng mà vấn đề là, mặc dù tôi đi hội thánh, tôi vẫn làm những việc xấu. Thời điểm đó, Hàn Quốc đang rất nghèo và đói. Tôi sinh ra vào năm 1944. Tôi sinh ra năm 1944. Sau đó thì đến ngày 15 tháng 8 năm 1945 thì Hàn Quốc được giải phóng khỏi Nhật Bản. Khi đó Nhật Bản họ có súng. Không phải là loại súng tốt như ngày nay mà là một loại súng người ta phải châm lửa thì mới bắn ra đạn được. Hàn Quốc thì chỉ có cung tên thôi, cho nên Hàn Quốc đã bị thua Nhật Bản. Vì vậy, Hàn Quốc đã bị Nhật Bản đô hộ trong suốt mấy chục năm. Không biết ở đây có người Nhật nghe có cảm thấy buồn hay không? Thực sự, khi Nhật Bản tham gia vào chiến tranh Thái Bình Dương, thì họ không đem lính Nhật Bản đi mà đem hết lính Hàn Quốc đi để chiến tranh. Cha tôi có 6 anh chị em, và cha tôi đã mất 2 em trong chiến tranh Thái Bình Dương. Một em thì mất trong chiến tranh Triều Tiên. Trên gương mặt cha tôi lúc nào cũng đầy nỗi buồn và sự lo âu. Và trong thời gian chiến tranh, thì Nhật Bản lúc đó họ có vấn đề. Sau khi đã chiếm được Hàn Quốc rồi, thì họ rất sung sướng, nên họ dự định sẽ tấn công vào Trung Quốc. Không biết trong quý vị ở đây có ai là người Mỹ không? Khi đó, Mỹ bảo với Nhật rằng, các anh đừng có chiến tranh nữa. Nhưng Nhật Bản trả lời rằng, mấy thằng mũi lõ các anh liên quan gì mà chĩa mũi vào đây? Nhật Bản họ vô cùng tức giận. Và ở Nhật có một tướng tên là Yamamoto. Nhật Bản ra lệnh cho tướng Yamamoto rằng, hãy tấn công vào Mỹ. Yamamoto khi đó là tổng chỉ huy của quân đội Nhật. Yamamoto nói với chính phủ Nhật rằng, nước ta mà tấn công vào Mỹ thì chúng ta sẽ thất bại thôi. Bởi vì ông đã đi học ở Mỹ nên ông biết rất rõ về Mỹ. Những người khác trong chính phủ Nhật thì không hề biết gì về Mỹ. Đừng có nói vớ vẩn nữa, hãy mau chiến tranh đi. Và thế là Yamamoto đã đưa tàu sân bay tiến vào Mỹ.
Sau khi đỗ tàu sân bay ở trong Thái Bình Dương, khi đó thì có một chiếc máy bay bay từ Mỹ đến đảo Hawaii. Và lúc đó thì Yamamoto từ tàu sân bay đã bắn hạ những chiếc máy bay của Mỹ. Và sau đó thì máy bay của Nhật Bản đã tiến vào trong Trân Châu Cảng. Khi thấy máy bay đến thì còi báo động ở Hawaii đã vang lên. Nhưng một sĩ quan thì nói rằng không đâu, đó là một chiếc máy bay từ Mỹ đến, đừng lo. Và thế là những chiếc máy bay của Nhật Bản đã tấn công vào Trân Châu Cảng và đã đánh chìm chiếc tàu Arizona. Yeah, chúng ta đã thắng Mỹ rồi, không ai có thể thắng nổi chúng ta. Đó là câu chuyện chiến tranh giữa Nhật Bản và Mỹ. Nhưng gần khu vực Okinawa, có một chiếc tàu sân bay của Mỹ tiến đến. Và một buổi sáng, ba chiếc máy bay đã cất cánh khỏi chiếc tàu sân bay đó. Chiếc đầu tiên bay đến Tokyo, chiếc thứ hai bay đến Nagasaki và chiếc thứ ba bay đến Hiroshima. Từ tàu sân bay ra lệnh, máy bay bay đến Tokyo đâu? Over. Bởi vì chiếc máy bay đó đang chở theo một quả bom nguyên tử. Nếu thả quả bom ở độ cao thấp, thì chiếc máy bay cũng sẽ bốc cháy luôn. Nên chiếc máy bay phải bay lên thật cao. Thế thì điều quan trọng nhất là trời không được có nhiều mây. Vậy thì lượng mây ở Tokyo là bao nhiêu? Trả lời chu 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 tô tô. 80%. À, vậy thì chúng ta không thể ném bom. Không được rồi. Tiếp theo, Nagasaki đâu rồi? Lượng mây ở Nagasaki là bao nhiêu? 50%. Ôi, thế này cũng không được. Vậy thì cuối cùng Hiroshima đâu? Over. Lượng mây ở Hiroshima là bao nhiêu? Lượng mây là bao nhiêu? Tô chu chu. 30%. Trụ sở chính ra lệnh. Mục tiêu Hiroshima. Hai chiếc kia hãy quay trở lại. Thế là chiếc máy bay đến Tokyo bay một vòng rồi quay trở lại tàu sân bay. Chiếc máy bay đến Nagasaki cũng bay một vòng rồi quay trở lại. Nhưng chiếc máy bay đến Hiroshima thì hạ độ cao xuống thật thấp. Phi công này đã luyện tập tại Mỹ trong vòng suốt 3 năm để ném bom xuống Nhật Bản. Cho nên sau khi đã chọn mục tiêu, thì người đó bay lên thật cao. Sau đó bay qua, rồi ném quả bom nguyên tử xuống Hiroshima. Không biết quý vị đã đến Hiroshima bao giờ chưa? Thực sự vô cùng thê thảm. Vô cùng thê thảm. Bởi vì khi quả bom nguyên tử nổ, thì tất cả mọi người dân đều nhảy xuống sông. Trên sông đầy những xác chết của người ta. Tất cả các tòa nhà đều tan biến hết. Chỉ duy nhất một tòa nhà bằng sắt là còn lại. Và bây giờ nó đã trở thành kỷ niệm bom nguyên tử tại Hiroshima. Nhưng mà Nhật họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Này, Hiroshima, no over. Sao các anh vẫn chưa nghe điện thoại, vẫn đang ngủ hay sao? Nhưng không có ai trả lời hết. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra ở Hiroshima. Nhưng đến buổi sáng ngày hôm sau, thì những người dân ở thành phố Tokyo khi chuẩn bị đi làm, họ bảo, ô cái gì kia, cái gì kia, cái gì kia, ô cái gì kia.
Họ thấy có gì đó là lạ bay từ trên trời xuống. Không biết là gì nhưng cứ bay từ trên trời xuống. Bay đến nơi thì họ thấy đó là những tờ truyền đơn. Bởi vì chiếc máy bay ném quả bom nguyên tử xuống Hiroshima đã chụp lại cái cột khói bằng cánh sau. Sau đó in vào trong một tờ truyền đơn, rải xuống bầu trời Tokyo. Chúng tôi đã ném một quả bom nguyên tử xuống Hiroshima. Khi những người dân Nhật Bản nhìn thấy bức ảnh đó thì vô cùng kinh hãi. Thế là tất cả họ chạy về nhà. Bế con, cõng con rồi chạy lên trên núi. Nhật Bản đã quá coi thường Mỹ. Đứng trước một quả bom nguyên tử, họ chẳng thể làm gì hết. Họ bảo rằng là Mỹ chẳng là gì hết, chúng ta hãy mau tấn công Mỹ đi. Thiên Hoàng Nhật khi đó đã ra trước đài truyền hình. Sau đó trước micro của đài truyền hình, Thiên Hoàng Nhật đã quỳ gối. Nói rằng, Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi xin đầu hàng vô điều kiện, xin hãy dừng chiến tranh. Và thế là chỉ bởi một quả bom nguyên tử thì Nhật đã hoàn toàn bại trận. Sau khi thắng được Hàn Quốc rồi thì họ cũng tưởng Mỹ chỉ như Hàn Quốc thôi. Tôi đã sinh ra vào ngày mùng 2 tháng 6 năm 1944. Rồi đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, thì Hàn Quốc chúng tôi đã được giải phóng khỏi Nhật Bản. Đại Hàn Dân Quốc muôn năm! Chúng tôi ôm nhau rồi, muôn năm, muôn năm. Khi đó, Hàn Quốc chúng tôi vô cùng sung sướng. Thế nên tôi luôn tự hào rằng từ khi sinh ra tôi đã tham gia vào kháng chiến chống Nhật. Tôi nằm ngửa rồi hai chân hai tay đá lên trời để tham gia kháng chiến. Cuối cùng Nhật Bản đã bại trận. Nhật Bản tưởng rằng Mỹ cũng chỉ như Hàn Quốc. Và họ cũng dự định là chiếm cả Trung Quốc, cả thế giới. Nhưng cuối cùng thì Nhật Bản đã bị bại trận một cách vô cùng thê thảm. Và Hàn Quốc đã được giải phóng khỏi Nhật Bản. Từ khi sinh ra tôi đã tham gia vào kháng chiến chống Nhật. Tôi nằm trên giường và đạp hai chân lên trời. Tôi sinh ra vào năm 44. Rồi đến ngày 15 tháng 8 năm 1945 thì chúng tôi đã được giải phóng khỏi Nhật. Đại Hàn Dân Quốc, muôn năm, muôn năm, muôn năm, chúng ta đã thắng Nhật rồi. Thực sự Hàn Quốc khi đó vô cùng cảm ơn. Nhưng thật đáng buồn là sau đó, mặc dù Hàn Quốc đã được giải phóng khỏi Nhật, nhưng phía Bắc Triều Tiên lại bắt tay với Nga. Còn phía Nam chúng tôi thì bắt tay với Mỹ. Tôi vô cùng hạnh phúc vì đang sống ở miền Nam. Và sau khi được giải phóng khỏi Nhật Bản, năm 1950, khoảng tháng 8 thì quân Bắc Triều Tiên đã tấn công vào Hàn Quốc. Họ mang xe tăng của Nga tiến xuống từ miền Bắc xuống miền Nam. Quê tôi thì ở Sonsan, Gyeongbuk, ở gần Daegu, ở tít phía Nam, nhưng mà họ cũng đánh xuống rất nhanh. Khi đó chúng tôi đã đi tị nạn. Ở đó có sông Nạc Tung. Chúng
Ở phía nam của con sông thì quân Hàn Quốc và quân Mỹ chúng tôi đã giữ cái đoạn đó để cho quân Triều Tiên không đánh xuống. Lựu đạn thì cứ bay từ bên này qua bên kia, và ở đó thì có một căn nhà rất lớn. Cha tôi đã ném tôi vào trong cái nhà đó qua bờ tường, rồi tôi rơi xuống đất. Tôi bò xuống dưới căn nhà đó. Bây giờ nghĩ lại, quân Hàn Quốc đang ở bên kia sông, còn dưới căn nhà này thì có bao su. Họ cứ tưởng căn nhà đó là căn cứ của quân Bắc Triều Tiên, nên họ ném lựu đạn sang. Phiêu bùm. Rồi cái mùi thuốc pháo nó bốc lên. Nó rơi đúng vào cái bậc thang của căn nhà. Nếu mà họ bắn chỉ là lên trên một chút xíu thôi, thì chắc chắn là tôi cũng đã chết. Nhưng tôi vô cùng cảm ơn Chúa. Và sau đấy thì tôi chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau khi tôi tỉnh dậy, thì tôi thấy cha tôi đã cõng tôi. Chúng tôi chạy lên trên phía bắc. Tôi mà nói chuyện về chiến tranh thì nói cả đêm cũng không hết. Sau đó khi chúng tôi chạy lên miền Bắc thì gặp được quân Mỹ. Chúng tôi vô cùng cảm ơn quân Mỹ. Mỹ là một đất nước rất tốt. Khi đó Mỹ chuẩn bị sai quân sang Hàn Quốc và họ có một cuộc họp. Nhưng người của bên phía Bắc Triều Tiên thì đi ăn trưa về muộn. Nên trước khi người đó đến thì Mỹ và Hàn Quốc đã nói chuyện với nhau và quyết định rằng sẽ sai quân sang Hàn Quốc. Nếu không thì chắc là lúc đó đã không sai quân sang Hàn Quốc rồi. Nghĩ đến từng việc mà Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta. Thực sự cuộc đời, tôi vô cùng cảm tạ ơn Chúa. Năm nay tôi đã được 80 tuổi. 80 năm cuộc đời của tôi thực sự như một giấc mơ. Và trong đó điều quan trọng nhất ấy là tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa. Con đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Cảm tạ ơn Chúa. Con đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Và tôi đã bắt đầu rao giảng Tin Lành. Rất nhiều hội thánh ở Hàn Quốc. Vấn đề là họ đi hội thánh nhưng tất cả đều nói mình là tội nhân. Tất cả đều nói như vậy. Nhưng mà chúng ta thì không nói như vậy. Bởi vì tôi đã đọc Kinh Thánh, đọc đi đọc lại. Và tôi có thể nói là gần như thuộc hết cả Kinh Thánh. Khi tôi đọc Kinh Thánh rồi, thì tôi thấy bởi huyết của Chúa Giê-xu, thì đúng là tội lỗi của tôi đã được tha thứ. Có phải không ạ? Tại sao Chúa Giê-xu lại chịu đóng đinh trên thập tự giá ạ? Ngài đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Amen. Tội lỗi của cả chị em, tội lỗi của cả trưởng lão Hoàng đẹp trai cũng đã được tha thứ hết rồi. Trưởng lão Hoàng là bác sĩ mà đã phát minh ra một loại thuốc rất là hay. Khi đến châu Phi, tôi cũng không biết rõ cái tên. Có một cái bệnh khiến cho người ta bị viêm loét trông rất là kinh khủng. Chúng tôi đã đến châu Phi và trưởng lão đã phát minh ra cái loại thuốc đó. Và bây giờ thì loại thuốc đang có hiệu quả rất tốt. Tôi xem cái video.
Người ta bị viêm loét đỏ cả thịt lên mà cuối cùng dùng loại thuốc đó lại được khỏi, rất là kỳ diệu. Trong hội thánh chúng ta chỉ có những người nổi tiếng như vậy. Và cũng có tôi là người không nổi tiếng. Thật sự khi mà tôi nhìn trưởng lão Hoang làm ra cái loại thuốc đó và mang sang châu Phi, thì tất cả những người bị bệnh viêm loét đó đều khỏi rất nhanh. Có những người đã bị viêm loét tay, chân, đen xì rồi. Hôm qua tôi vừa xem cái video đó. Đức Trời làm việc trong chúng ta vô cùng kỳ diệu. Khi chúng tôi đi đến châu Phi, thì người ta đã bị viêm loét vào tận trong xương, bị cả chân, cả mặt. Nhưng mà trưởng lão Hoang thì lấy thuốc gì đó rồi bôi bôi là khỏi ngay. Rồi cuối cùng thì người ta cũng kết luận là đã được khỏi hoàn toàn. Cuối cùng chỉ còn một vài bước nữa thôi. Trưởng lão đang cứu sống rất nhiều người chết dần tại châu Phi. Không phải là bởi vì trưởng lão Hoang giỏi giang mà có thể có được sự khôn ngoan đó. Nhưng mà thực sự trưởng lão đã làm ra cái loại thuốc đó. Rất nhiều người bị bệnh đã được khỏi, họ khóc và vô cùng xúc động. Tôi nghĩ rằng là trưởng lão phải học nhận sự tha thứ tội lỗi trước rồi mới có thể làm ra được loại thuốc đó. Tôi cũng đã đến châu Phi và xem. Chúng ta đã thành lập bệnh viện tại đó. Bây giờ đã xong tất cả các bước, chỉ còn một con dấu nữa thôi là loại thuốc đó sẽ có thể được sản xuất. Tôi nghĩ đến điều đó thì vô cùng cảm ơn. Thưa quý vị, ở trên đời này, nếu như có những căn bệnh đáng sợ, thì lúc đó sẽ xuất hiện cái gì? Sẽ xuất hiện thuốc. Amen. Amen. Nếu mà có bệnh thì sẽ có thuốc. Không phải là thuốc có ngay từ ban đầu. Mà các bác sĩ họ phải nghiên cứu thật nhiều rồi cuối cùng mới sinh ra các hiệu thuốc. Cũng y như vậy. Giống như là có bệnh thì sẽ có thuốc. Nếu mà có tội thì sẽ có con đường để tha thứ tội lỗi. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên trời đất. Và chúng ta là những con người phạm tội. Chẳng lẽ Chúa lại không mở một con đường cho chúng ta nhận sự tha tội hay sao? Sao ạ? Không phải ạ? Sẽ có sự tha thứ tội lỗi. Sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, khi tôi được 12, 13 tuổi, lúc đó Hàn Quốc rất nghèo và thiếu lương thực. Bây giờ thì trong thành phố Seoul, chúng ta sẽ không thể nào bắt gặp được một người cảnh sát ở đâu. Quý vị đã bao giờ nhìn thấy cảnh sát trong thành phố Seoul chưa? Không biết là họ ngủ chưa hay họ đi đâu. Nhưng mà họ bắt trộm cũng rất giỏi. Tôi cũng không biết là họ làm cách nào. Nhưng mà cảnh sát họ làm việc rất tốt. Giống như là việc có trộm thì sẽ có cảnh sát. Có bệnh thì cũng sẽ có thuốc chữa được bệnh. Và nếu như thế giới này đi theo đúng công thức đó, nếu như chúng ta đã có tội, chúng ta đã làm điều ác, thì nếu như Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên trời đất, Ngài phải có một loại thuốc để tha thứ được tội lỗi cho con người. Amen to lên một chút ạ. Tôi thì đang gào thét mà mọi người lại chỉ có amen. Amen to lên ạ. Lại một lần nữa. 2, 3. Vâng, đúng là như vậy. Đức Chúa Trời,
Không thể nào mà có bệnh lại không có thuốc được. Có thể bây giờ chưa có thuốc nhưng sau này lại sẽ có thuốc. Kể cả bệnh loét Buruli đó, cả thân thể người ta bị viêm loét, em bé thì cứ khóc lóc. Hôm qua trong hội nghị thì trưởng lão Hoàng đã đến và giới thiệu về loại thuốc đó. Trước đây tôi cũng đã từng đi với trưởng lão tới châu Phi. Thực sự vô cùng xúc động. Người ta đang bị viêm loét đau đớn. Khi trưởng lão đến và bôi thuốc cho, thì không biết là căn bệnh chạy trốn đi đâu hết. Tất cả mọi thứ đã được quyết định gần hết. Chỉ còn một con dấu nữa thôi là xong. Thuốc đó chữa được cả bệnh phung phải không ạ? Vâng, vi khuẩn bệnh phung cũng là cùng một loại. Nên nếu mà có ai bị bệnh phung, hãy đến gặp trưởng lão Hoang. Không biết là trưởng lão có cho thuốc miễn phí hay không, nhưng thực sự là thuốc có tác dụng phải không ạ? Chỉ cần uống một chút thôi là khỏi hết. Cơ thể người ta thì bị viêm loét đỏ lên rồi đen lại, trông rất là đáng sợ. Nhưng mà Đức Chúa Trời với trưởng lão Hoang Hyo-jong, tôi không nghĩ trưởng lão Hoang là một bác sĩ giỏi, tất nhiên cũng là bác sĩ thôi, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, đã trở thành một bác sĩ vô cùng nổi tiếng trên thế giới vì có thể chữa được khỏi bệnh phung. Sau này tôi sẽ gặp trưởng lão thật thường xuyên, xem có kiếm nhiều tiền, xem ở trong túi quần có nhiều tiền không để tôi xin một ít. Bây giờ trưởng lão Hoang không chạy đi đâu được nữa. Điều vô cùng kỳ diệu, đấy là Đức Chúa Trời. Nếu đã có bệnh thì sẽ có thuốc. Thế nên ở châu Phi thì có căn bệnh loét Buruli. Thịt của người ta cứ bị viêm loét. Hôm nay tôi không mang ảnh đến đây. Nhưng nếu quý vị mà xem ảnh, chắc là hai ngày không ăn nổi cơm bởi vì trông rất là đáng sợ. Nhưng mà bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà trưởng lão đã làm ra loại thuốc đó và trở thành bác sĩ số một thế giới. Trưởng lão Hoang cũng không nên tưởng rằng đó là bởi vì mình giỏi, đó là bởi vì Chúa cho sự khôn ngoan, nên không được phép kiêu ngạo. Đó là bởi vì Chúa ban cho sự khôn ngoan. Trong cuộc sống của chúng ta, khi con người thấy nóng, thì họ làm ra cái điều hòa, phải không ạ? Nếu như thấy khát, thì họ sẽ đào giếng, phải không ạ? Nếu mà đói thì người ta sẽ trồng trọt và làm ra lương thực. Con người còn làm những điều đó thì chẳng lẽ Đức Chúa Trời không làm được hay sao? Vì vậy nên giải pháp cho tất cả mọi vấn đề chính là Chúa Giê-xu. Chỉ có mỗi 5 người. Lại. 2, 3. Vâng. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Khi tôi đến châu Phi thì tôi thấy có một người phụ nữ bê một cái TV hỏng ở trên đầu và lấy cái đó để nhảy múa. Tôi hỏi, ô, tại sao lại làm như vậy? Thì họ trả lời rằng, à, cuộc sống của chúng tôi đã chấm hết rồi. Nhưng ông đến đã cho chúng tôi một cuộc sống mới. Họ vui mừng như vậy nên họ mang những cái thùng, cái TV như vậy ở trên đầu để nhảy múa. Trưởng lão Hoang khi nhìn họ thì đã khóc rất nhiều. Nhưng mà Đức Chúa Trời, qua trưởng lão Hoang mà đã cho làm ra cái loại thuốc để chữa bệnh loét Buruli. Hôm qua chúng tôi đã được xem cái video. Chỉ cần bôi thuốc một chút là khỏi ngay.
Mặc dù thịt người ta đã thối rữa ra hết, nhưng thực sự tôi vô cùng cảm ơn Chúa vì có thể làm ra loại thuốc đó. Và trong hội thánh chúng ta, ngoài trưởng lão Hoang còn rất nhiều trưởng lão khác. Các trưởng lão rất kỳ lạ, họ có đức tin. Nên khi gặp vấn đề thì họ có thể giải quyết hết. Giống như là cảnh sát Hàn Quốc vậy. Ở Hàn Quốc, ở đây có ai đã từng nhìn thấy cảnh sát xin giơ tay lên ạ? Không có một ai ạ? Không có một ai hết. Không thể nào thấy được cảnh sát. Nhưng mà họ lại bắt trộm được vô cùng chuẩn xác. Tôi cũng không biết được bí mật đó. Cho nên ở Seoul thì không có một tên trộm nào. Dù là để quên túi trên tàu điện ngầm thì hôm sau quay lại vẫn còn đó. Thực sự, đất nước bây giờ đã phát triển rất nhiều. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta bởi đức tin. Ngài mở đường cho chúng ta có thể vượt qua được những căn bệnh đáng sợ. Thực sự, trưởng lão Hoang cũng không phải là một bác sĩ giỏi. Nếu mà có 5 người bác sĩ, thì chắc là cũng không phải đứng bếp, mà chắc là đứng thứ tư. Nói chung là cũng không phải là một bác sĩ giỏi, chính tôi thấy là như vậy. Nhưng mà trưởng lão có thể làm ra loại thuốc đó, khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Bây giờ chỉ cần một con dấu nữa thôi, thì rất nhiều bệnh nhân loét Buruli sẽ được chữa khỏi. Thực sự tôi vô cùng cảm ơn. Tôi là mục sư. Khi tôi đang đau khổ vì tội lỗi, tôi đã đọc Kinh Thánh, đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại. Và khi tôi đọc Kinh Thánh, chúng tôi đi hội thánh từ khi còn nhỏ. Mục sư ở hội thánh tôi bảo rằng tất cả đều là tội nhân. Tất cả đều đã phạm tội nên đều là tội nhân, phải không ạ? Nhưng khi tôi đọc Kinh Thánh, vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ai đã nói chúng ta được công bình? Chính là Đức Chúa Trời. Ngài nói ai? Nói chúng ta là những người có tội. Để cứu chúng ta, thì Ngài đã sai Chúa Giêsu xuống thế gian. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết trên thập tự giá, thì Ngài đã mở con đường để tha thứ tội lỗi cho tất cả chúng ta. Amen. 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 Thế nên chúng ta không cần phải cầu xin tha thứ tội. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhớ đến Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi học thuộc hết tất cả những câu này. Và ngoài những câu này, tôi còn thuộc rất nhiều câu khác nữa. Tôi thì không thể nào thuộc hết toàn bộ Kinh Thánh. Nhưng mà khi tôi thuộc thì điều đó vô cùng tốt cho tấm lòng của tôi. Tội lỗi của tôi đã được tha thứ hết. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ơn điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Được xưng công bình có nghĩa là không có tội, đã được rửa sạch, đã được sạch. Amen. Các hội thánh ở Hàn Quốc thì họ đều nói mình là tội nhân. Điều buồn cười hơn là họ nói chúng ta là tà giáo. Họ nói những người đã được tha thứ tội lỗi chúng ta là tà giáo, còn họ nói mình là tội nhân. Thật là vô lý, nhưng càng qua năm tháng, tôi chia sẻ những điều này trên khắp thế giới. Đợt vừa rồi thì tôi cũng mới đi Ấn Độ. Khoảng 350.000 người đã đến. Và Tổng thống của Ấn Độ định chọn Hindu làm quốc giáo. Nhưng bên miền Nam thì họ đều phản đối hết.
Lúc đó tôi được mời đến. Hàng trăm ngàn người đã tập trung trên quảng trường rộng mênh mông. Họ đã bật đèn và tổ chức nhóm. Tôi không nói điều gì khác. Tôi nói rằng chúng ta đã phạm tội, chúng ta là tội nhân. Nhưng Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh chết trên thập tự giá. Tại sao? Ấy là để chịu thay hình phạt cho tội lỗi chúng ta. Nên bởi huyết của Chúa Giê-xu mà tội lỗi của chúng ta đã được rửa sạch. Amen. Vô cùng chính xác. Thực sự vô cùng chính xác. Tôi vô cùng xúc động. Tôi cũng thường xuyên đi nhiều nơi. Mỗi năm thì tôi đi khoảng 2-3 nơi. Và tôi đã đi hầu hết tất cả các nước. Tôi đến dù gặp các tổng thống hay là vua thì tôi cũng đều giảng tin lành cho họ. Sau khi họ nghe tin lành nhận sự tha thứ tội lỗi thì vô cùng vui mừng. Vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng lên chúng ta. Chúng ta thì đã phạm tội, đã nói dối, đã ăn trộm. Nhưng bởi vì chúng ta không có khả năng để rửa được tội lỗi đó, nên Chúa biết rằng chúng ta sẽ phải chịu hư mất. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã cho tội lỗi của chúng ta chất lên Chúa Giê-xu. Rồi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, chết trên thập tự giá. Ngài đã tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta. Quý vị có hiểu không ạ? Vì vậy nên khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh chết trên thập tự giá, tại sao Chúa Giê-xu lại phải chết? Ấy là bởi vì Ngài chịu thay hình phạt cho tội lỗi của chúng ta và sự chết của Chúa Giê-xu là bằng chứng chứng minh cho việc tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ. Tôi đã đến một đất nước tên là Eswatini. Tôi cũng khá thân với quốc vương của quốc gia đó. Và mới đây thì tôi cũng có gặp Ngài Quốc Vương. Và lý do như thế nào mà tôi lại đến Eswatini? Bởi vì chúng tôi có các học sinh âm nhạc. Các bạn này được sai đến Eswatini. Và một hôm khi có lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Quốc gia, các bạn học sinh này hát rất hay. Này, chúng mình hãy đến đó hát đi. Thế là họ đến đó. Chúng cháu đến từ Hàn Quốc, chúng cháu hát rất hay, chúng cháu đến đây để hát. Họ trả lời là không được. Sao ạ? Bởi vì lễ tốt nghiệp hôm nay sẽ có quốc vương tham dự. Hôm qua chúng tôi đã gửi khung chương trình cho quốc vương rồi. Thế nên không ai được phép thêm bất cứ một cái gì vào trong khung chương trình. Thế là hai bạn học sinh này trả lời, dạ vâng. Thế là các bạn cứ ngồi đây một lúc sau thì người ta lại đến hỏi rằng bây giờ quốc vương vẫn chưa đến. Nhưng chương trình đã bắt đầu, các cháu có muốn lên hát luôn không? Dạ được ạ. Thế chúng cháu được hát mấy bài ạ? 3 bài. Thế là họ hát. Khi hát bài thứ nhất rồi đến bài thứ hai, thì Ngài Quốc vương xuất hiện. Ngài quốc vương đến rồi ngồi ngay hàng đầu. Đây chính là Ngài quốc vương. Và rồi cuối cùng chương trình kết thúc. Khi kết thúc rồi, quốc vương hỏi rằng mấy bạn lúc nãy lên hát là ai vậy? Hãy gọi đến đây. Và thế là, quý vị có thấy không ạ? Hai bạn học sinh nữ đang bắt tay Ngài Quốc Vương. Người đứng đang cười bên cạnh chính là mục sư. Và thế là các học sinh này nói với Quốc Vương rằng khoảng 2 tuần nữa thì mục sư sáng lập của hội thánh chúng cháu sẽ đến đây. Ngài Quốc Vương nói với các cán bộ bên dưới rằng khi mục sư Pao Su đến đây thì hãy ra sân bay đón mục sư.
Câu chuyện là như vậy. Có kỳ diệu không ạ? Chuyện này không thể xảy ra đúng không ạ? Nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Tôi đã gặp rất nhiều ngài Tổng thống và tôi đã gặp hầu hết các ngài Tổng thống. Chúa đã cho tôi gặp họ. Và tôi lại đi. Tôi thấy từ xa mọi người đến chỗ quốc vương thì phải bò vào. Tôi cũng đã học bò trong quân đội nên tôi chuẩn bị bò rồi. Nhưng họ bảo tôi rằng không, người nước ngoài thì được phép bước vào. Thế nên tôi đã đi đến gặp ngài quốc vương. Ngài quốc vương rất là vui mừng. Và bởi vì tôi là mục sư, tôi không nói bất cứ một điều gì khác với ngài quốc vương. Mà sau khi đã ngồi xuống, thì tôi bắt đầu giảng tin lành. Tất nhiên, tôi không biết nói tiếng Anh. Thế nên tôi phải mượn môi miệng của người này. Chúng tôi đã sử dụng cái miệng này. Bởi vì khi tôi gặp các ngài Tổng thống và giảng tin lành, tôi giảng khoảng 30 phút thì họ sẽ cảm thấy dài nên tôi sẽ dừng lại luôn. Nhưng khi mà giảng được 30 phút rồi tôi dừng lại luôn. Quốc vương lúc đó nói rằng, Mục sư ơi, hãy giảng thêm một chút nữa đi. Tôi rất là sung sướng. Thế là tôi lại giảng thêm 30 phút nữa. Sau khi tôi kết thúc rồi, thì đến lần thứ ba, ngài quốc vương lại tiếp tục nói rằng, Mục sư, hãy giảng thêm một chút nữa đi. Thế là tôi lại giảng thêm 30 phút nữa. Và ngài quốc vương cuối cùng đã nhận được sự cứu. Tôi vô cùng cảm ơn. Vô cùng cảm ơn. Khi tôi đến Eswatini thì dù có bận đến mấy thì ngài quốc vương gần như là không ngủ, bởi vì có khi thì tôi gặp lúc 2 giờ sáng ngài quốc vương chẳng ngủ gì. Nhưng ngày hôm đó, sau khi nghe bài giảng 3 lần, thì đã nhận sự cứu. Và ngài quốc vương nói rằng, Mục sư là tôi tớ thật của Đức Chúa Trời. Mục sư ơi, chúng tôi vô cùng cảm ơn mục sư. Và bây giờ, ngài quốc vương đã vô cùng thân thiết với tôi. Tôi vô cùng cảm ơn. Lần này, ngài quốc vương cũng đến Hàn Quốc, gặp Tổng thống Hàn Quốc. Rồi cũng gặp tôi. Vô cùng tuyệt vời. Ở Eswatini cũng có cơ đốc giáo. Và trong đó thì có công vua và xung quanh thì cũng có nhiều hệ phái. Nhưng tất cả những người tin Chúa ở đó đều nói rằng chúng ta đã tin sai. Chúng ta hãy cùng học tín ngưỡng với IWF. Và tất cả đều muốn đồng hành cùng IWF. Thế là chúng tôi giảng tin lành cho tất cả nhận sự cứu. Đức Chúa Trời đã cứu từng dân tộc như vậy. Đối với tôi đã gặp rất nhiều tổng thống của rất nhiều quốc gia. Tôi cũng đi máy bay đến nhiều đất nước. Nhưng dù đi đến đâu, người ta đang đau khổ vì tội lỗi. Tôi không nói điều gì khác. Tôi hỏi, có biết Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá không? Ngài chết ấy là vì tội lỗi chúng ta đấy. Phải amen chứ ạ? Lại không khớp với nhau rồi, lại nào. Tại sao Chúa Giê-xu lại chết? Ấy là Ngài chết vì tội lỗi chúng ta. Vâng, amen. Vậy thì tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ hay chưa? Amen. Nhưng rất nhiều hội thánh ở Hàn Quốc nói mình là tội nhân. Còn chúng ta nói tội lỗi đã được tha thì họ lại nói chúng ta là tà giáo. Thực sự vô cùng buồn cười. Nhưng tôi vô cùng cảm ơn. Đối với Ấn Độ, tôi đã chia sẻ cho khoảng 300-400 ngàn người. Tất cả đây thì có được 10.000 người hay không? Hay là hơn?
Nhưng nếu mà là 300.000 người, đây chính là nhóm truyền giảng Ấn Độ. Đây là nhóm truyền giảng trong nhà. Đây cũng là truyền giảng trong nhà. Còn đây là truyền giảng ngoài trời. Đây là truyền giảng ngoài trời. Không thể thấy hàng ghế cuối là ở đâu. Rất nhiều người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Tôi là một người vô cùng xấu xa. Tôi ăn trộm. Tôi đã hái trộm táo nhà người ta. Tôi đã phạm tội. Tôi là một người gian ác. Nhưng Chúa Giêsu đã tha hết tội cho tôi. Quý vị hãy nhìn thấy tất cả họ đều giơ tay vì đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Người Ấn Độ mắt rất là to. Mắt rất là to. Và họ vô cùng vui mừng. Đức Chúa Trời đã chỉ cho chúng ta con đường nhận sự tha thứ tội lỗi. Khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi đã thấy Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của tôi. Ngài đã chịu hình phạt thay cho tội lỗi của tôi, chịu đóng đinh trên thập tự giá và rửa sạch tội lỗi tôi trắng hơn tuyết. Vô cùng cảm tạ ơn Chúa, tôi không thể nào diễn tả hết bằng lời. Thực sự tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi khi được mười mấy tuổi. Và tôi sống mấy chục năm đến bây giờ đi rất nhiều nước giao giảng tin lành. Tôi chẳng là gì hết, nhưng Chúa cho tôi sự khôn ngoan. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết trên thập tự giá, thì Chúa Giêsu vốn không có tội. Nhưng bởi vì Ngài chết thay cho tội lỗi của chúng ta, nên sự chết đó đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta hơn tuyết trắng. Amen. Amen. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội, phải không ạ? Chúng ta đã làm điều ác, phải không? Chúng ta đã phạm tội rồi. Nhưng chúng ta có còn là tội nhân nữa hay không? Không phải. Chúa Giêsu đã rửa sạch hết. Chúa ơi, thank you. Vô cùng cảm ơn Chúa. Thế nên, tôi đi khắp nơi trên thế giới để giao giảng tin lành này. Năm ngoái, tôi đã đến Mỹ. Tôi đã đến Houston. Có 1.500 mục sư đã tập trung tại đó. Trong 3 ngày, tôi đã chia sẻ về sự tha thứ tội lỗi các buổi sáng và buổi tối. Họ vô cùng hạnh phúc. Và trước đó, thì tôi cũng đến Brazil. Tôi đã đến một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Brazil. Họ mời tôi đến tổ chức nhóm truyền giảng. Tôi đến và thực sự vô cùng tuyệt vời. Sau đấy, họ còn gửi một lá thư cho tôi, nói rằng, mục sư hãy quay lại và tổ chức thêm một lần nữa. Thế là tôi cũng đã đến. Rất nhiều người đã nhận sự tha thứ tội lỗi. Vô cùng cảm ơn Chúa, tôi không thể nào tả hết bằng lời. Nhưng ngày nay, rất nhiều người Hàn Quốc đi hội thánh vẫn nói mình là tội nhân. Nhìn kỹ ở trong đây, con thấy có cả những sư thầy. Họ ngồi ngay hàng trước và rất là nhiều người khác nhau nữa. Khi họ nhận sự cứu, họ vô cùng vui mừng. Tôi đi khắp nơi trên thế giới, chia sẻ cho nhiều người rằng trước đây tôi cũng là một tội nhân dơ bẩn. Tôi hái trộm táo, tôi ăn trộm, và tôi rất nhiều tội. Nhưng Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá thay cho tôi và tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi. Nên tội lỗi của tôi đã được rửa sạch hơn tuyết trắng. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhớ ơn điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Không phải là bởi chúng ta làm gì, mà là Chúa Giêsu đã làm. Nếu mà chúng ta làm thì không cần Chúa Giêsu. Nhưng bởi vì chúng ta không làm được, nên Chúa Giêsu mới chịu đóng đinh vì tội lỗi chúng ta. Khi đó, mọi tội lỗi chúng ta đã được tha thứ. Quý vị có tin không?
Quý vị có phải là tội nhân không? Không đâu. Bởi huyết của Chúa Giêsu, chúng ta đã được rửa sạch hơn tuyết trắng. Dù một ngày chúng ta có chết thì chúng ta cũng lên thẳng nước thiên đàng. Tôi đã nhiều tuổi nên chắc tôi sẽ lên trước. Tôi sẽ lên trước và chuẩn bị phòng cho quý vị. Chúng ta hãy rao giảng tin lành này để cho nhiều người được nghe tin lành. Chúng ta hãy cùng rao giảng đến toàn thế giới và trở thành những người rao giảng tin lành này của Chúa Giêsu. Lần này thực sự tôi vô cùng vui mừng. Chúng ta tổ chức cắm trại. Dạo gần đây về máy bay rất là đắt. Nên tôi cũng suy nghĩ hay là mình làm ra một cái máy bay. Nhưng mà làm ra một cái máy bay không hề đơn giản. Mặc dù về máy bay đắt như thế, từ Mỹ muốn bay sang đây thì cũng phải vượt qua Thái Bình Dương rất là xa. Nên tôi vô cùng cảm ơn vì có thể sống một tuần cùng với quý vị. Ở hội thánh tôi đã tích lũy rất nhiều gạo. Cái khác không biết nhưng chúng tôi có đủ cơm gạo để nuôi quý vị. Quý vị hãy ở đây thật lâu. Amen. Vâng, đừng có lo bị đói. Và giờ chúng ta hãy gặp nhau trên nước thiên đàng. Chỉ cần quý vị tin rằng huyết của Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi cho mình, quý vị sẽ trở thành một người dân của nước thiên đàng, trở thành con trai, con gái của nước thiên đàng. Xin cảm ơn, tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, cha chúng con, chúng con đã phạm tội ác dơ bẩn, nhưng bởi ơn của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng con, để cho chúng con được tha thứ tội lỗi và nhận sự nên thánh. Tất cả chúng con đều đã được nên thánh bởi huyết của Chúa Giêsu. Và Chúa cũng ban ơn cho chúng con có đức tin, để không một ai trong chúng con phải xuống địa ngục. Xin Chúa Giêsu cho tất cả chúng con nhận sự tha thứ tội lỗi và rao giảng tin lành. Và xin Ngài cũng ban cho chúng con ân điển và sự chúc phúc lớn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con. Xin sự vinh hiển của Ngài ở cùng chúng con. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.